Xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube. Trong lúc tiến hành phá dỡ một ngôi nhà ở thành phố Nha Trang, một mảng tường bất ngờ đổ sập khiến một người tử vong, nạn nhân còn lại bị thương nặng. Cụ thể, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 27 tháng 6, ba người đàn ông tiến hành phá dỡ tường một ngôi nhà. Trong lúc đang phá dỡ thì bất ngờ bức tường đổ sập đè trúng hai người, người còn lại may mắn thoát ra kịp để kêu cứu. Theo người dân gần hiện trường kể lại, khi nghe tiếng đổ sập, mọi người chạy đến kéo được một người ra ngoài, người còn lại đã bị gạch đá vùi lấp. Đến 11 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa nạn nhân cuối cùng trong vụ sập tường nhà đi cấp cứu. Một nhân viên y tế cho biết người được đưa ra sớm đi cấp cứu trong tình trạng còn tỉnh táo, nạn nhân còn lại không qua khỏi. Theo cơ quan chức năng, khu vực bị nạn thuộc dự án khu đô thị Lê Hồng Phong 2, nay là dự án Hà Quang 2. Đại diện công ty cổ phần bất động sản Hà Quang cho biết, nơi xảy ra tai nạn thuộc khu vực người dân đã bàn giao mặt bằng cho doanh nghiệp. Từ hôm ngày 23 tháng 6, công ty này đã thuê đơn vị tháo dỡ các công trình. Nhóm công nhân gặp nạn thuộc đơn vị thầu phụ. Hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với công an thành phố Nha Trang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.